Và con xin chào các bác đạp trên toàn quốc luôn nha. Hôm nay con có buổi chiều cũng có chiếc xe ở chế độ lên tinh này, con đưa lên cho bác tham khảo, nếu bác nào thấy ưng được alo con luôn ha. Đầu vô con giới thiệu cho các bác cặp niền nha. Cặp niền này, cặp niền là Sita Rim của Đài Loan nha các bác, trình lông đền nha, 32 lỗ câm. Đó, 32 lỗ câm. Hàng này đẹp luôn nha. Trên xe bãi vừa mới gửi ra nha. Trên chiếc xe Nhật mà nó lai cặp niền này, con bán cái sườn với nguyên bộ rúp, rồi còn cái niền này con đem con bắt ra. Nào mà cần thì alo con. Cặp niền này 32 lỗ câm, lông đền. Nói chung là quá trời đẹp. Nước xi đồ còn đẹp, hai bên hông nè, chưa chạy gì luôn. Sáng giới luôn nha. Rồi bộ niền này là con giao lưu với giá là 550k bao ship nha. 550k bao ship cho bộ niền này, bắt đầu được alo con. Đó, bộ niền này nó trong cái lồng này màu đen, ngoài thì màu trắng mà đẹp. Đồ Đài Loan nha, lông đền Đài Loan, hai lớp. Nói chung là hàng này cũng là chơi là cũng ngon lành đó, chứ không phải là tệ đâu, tại nó không phải của Nhật thôi, nhưng mà nó chắc chắn thì nó cũng ngon lành lắm. Hai lớp luôn ha. Rồi, bác nào ưng được alo con. Rồi con có mớ đồ linh tinh của nó luôn, cho bác nào thấy ưng nào được alo con cái đó. Rồi con đầu vô cái vô con giới thiệu cho bác cái clip luôn ha. Cái clip này là 2, 2, 4, 6. Clip 6 ha, Shimano. Shimano da bằng ha. Đó, Shimano da bằng. Nó hàng này còn đẹp, trắng luôn, đẹp lộng lẫy. Rồi con giao luôn cái clip này là 450k bao ship nha. 450k bao ship cho cái clip này, bác nào ưng alo con. Nó clip này quá trời đẹp luôn, còn sáng giới luôn. Đây trong này đóng anh Shimano da bằng ha. Đó. Đó. Rồi bác nào ưng được alo nè, ưng clip thì alo con. Rồi con giới thiệu cái clip này clip thả luôn nha các bác. Cái clip thả này cũng màu trắng luôn, nhưng có cái chưa vệ sinh. Cái clip đó thì có nói vệ sinh rồi. Đó. Này clip thả 7 nha. Căng thì căng trong. Gặn nhân trong và nhân dụng nhân trong nha. Rồi cái clip này 2, 4, 6, 7. Clip 7. Rồi bác nợ được clip này alo con luôn. Cái clip này con giao lưu với giá là 430k bao ship nha. 430k bao ship cho clip này, bác nợ alo con. Găng rồi cũng ngon lành, dày cộm nha, vuông dứt, không có hư hao gì nha, tại chưa vệ sinh rồi, nó dơ thôi. Cái này chùi ra cái này nó trắng, nó đẹp rồi đi. Rồi bác nâng được alo con ha. Rồi có cái ba ga trước của chiếc xe nè, không gài. Cái ba ga này là bắt vô mấy cái này là cái mấy chiếc có thắng gút nha các bác. Bắt vô cái đầu thắng gút nè, con này sọt vô trong cái lỗ mà chỗ bắt thắng nè. Nó cái ba ga này nhỏ dễ thương, có xét chút xíu cái này ha. Rồi cái ba ga này cũng giao lưu là 150k bao ship. Dạ 150k bao ship cho cái ba ga này ha. Bác nào ưng alo con. Rồi. Không không gỡ trên chiếc xe 700c thắng gút ra mà bỏ trong góc kia quên tới giờ. Mấy đem ra bán. Chạy bác nào ưng alo luôn ha. Rồi con có cái bidan này luôn. Cái bidan này bidan sắt sắt nha, bidan sắt cổ. Này của Việt Long hay là gì giống cái này, giống của Việt Long. Cái này bị sắt cổ nha. Rồi. Cái này chắc của hàng gì của Việt Long. Việt Long xưa, Việt Nam. Rồi lắp mấy chiếc xe cổ đó, hết bài nha các bác. Rồi 130 bao ship cho bộ bidan luôn, bác nào alo con. Sắt cổ. Rồi bác nào được alo con ha. Còn này bidan này, bidan bãi Đài Loan nha, đủ gia quan. Xài ngon lành, ngoài nhôm trong mũ, sơn đen nha. Giờ bộ này con giao lưu là 130 luôn. Nó này nhiều lắp mấy chiếc xe đời mới, mấy chiếc xe cuộc nha. Rồi 130 bao ship, bác nào ưng alo còn. Nó. Rồi cặp bidan này luôn. Cặp bidan này Nhật cổ nha các bác, bự. Xài ngon lành. Rồi con giao lưu cặp bidan là 230k bao ship luôn nha. 230k bao ship cho cặp bidan này luôn, bác nào ưng alo còn. Rồi con cặp cái cặp này luôn nè. Cặp tay Shimano 600 ha. Mắt bao da ha. Rồi con giao luôn cái cặp này. Xả luôn. 350k bao ship nha. 350k bao ship cho bộ này, bác nào ưng alo còn.
nó 350 gà bao ship Shimano 600, nó có chóc sơn chung nè, nó 350 gà bao ship. Đây còn có bộ này tay thắng bẹ dành cho tay ngang nè, bộ này 130 bao ship, chọn 130 bao ship cho cái bộ này bác nội người lô con. Rồi còn có bộ cầm này luôn ha. Cầm này cầm là 700 c nha các bác, inox đầu thao, nó gã trên chiếc xe đó ra luôn, trên Hiền Đài Loan nãy cũng mới đăng bán luôn, nó 32 lỗ cầm luôn, rồi sáng đẹp luôn, nó đầu thao sáng đẹp luôn. Rồi con giao lưu với giá là 300k bao ship, 300k bao ship cho bộ cầm inox đầu thao này, 700c nha, gỡ trên bộ niền nó ra luôn đó. Rồi bác nội ưng được alo con, 300k bao ship. Đây một cái chân trống luôn, cái chân trống này chân 650 nha các bác, đó bằng nhôm. Trời ơi, cái chân trống này con giao lưu với giá là 300k bao ship luôn nha, 300k bao ship cái chân trống luôn, bác nội ưng alo con luôn, 650 nha các bác. Rồi rồi bác nội ưng alo con. Đây cái yên, cái yên này lành lặn luôn nha, velo hàng Đài Loan nha. Rồi này có sò, rồi nó chí xíu chỗ này thôi, nó không ảnh hưởng gì hết trơn luôn. Rồi con giao lô yên là 200k bao ship nha, 200k bao ship cho cái yên này bác nội ưng alo con. Đó rồi còn có một cái đèn sau luôn, đèn sau này của Pháp nha các bác, này trên xe Bugo à. Đây còn đèn, còn bóng đèn đây, mắc in Baranke ha, đó mắc in Baranke ha. Rồi còn bóng đèn cũng đồ đầy đủ trong này luôn nha. Rồi con giao luôn cái đèn hậu này là 250k bao ship nha, 250k bao ship cho cái đèn hậu này bác nào ưng alo con, này của Pháp nha. Rồi này bằng mũ. Rồi con có một cái đèn này luôn, đèn này bắt trên giấy chiếc xe Bugo này nha các bác. Đó còn cái con sò bắt cái đèn luôn nè. Đèn này còn bóng luôn nha các bác, mà con không có biết cháy hay không nha. Rồi con giao luôn cái đèn này là 300k bao ship luôn nha, 300k bao ship cho cái đèn này bác nào alo con. Nó cũng nhìn cái bàn tay con hồng rõ lên nè, nó con này bắt mỏ dè nha các bác, bắt mỏ dè xe Bugo. Rồi bác, rồi con có cặp đùm này luôn ha, cặp đùm này cặp đùm GX100 luôn ha, nó GX100 nó có bông bông này ha, nó nắp đồ ghim hết nha các bác. Đó cái nó không được sáng rồi, tối chút xíu. Cái nào cặp đùm này có 7 các bác, có 7 xài ngon lành. Rồi con giao lưu cặp đùm này với giá là 450k bao ship luôn nha, hơi xấu tí xíu nên con giao lưu giá 450k bao ship. Nó xấu rồi, nó xấu thì kiểu hàng bãi này các bác, còn cái gì đen đen đốm đốm này thôi nha, còn nó bình thường nha, không có gì hết trơn, nắp niết đồ ghim hết nha. Rồi 450k bao ship cho cặp đùm này bác nội ưng alo con. Rồi con có đèn này luôn nè, đèn này cũng đèn Pháp luôn nha các bác, đèn này bắt mỏ dè luôn nha. Rồi đèn này con giao lưu là 250k bao ship luôn nha, 250k bao ship cho cái đèn này luôn bác nội ưng alo con luôn. Đó bàn tay con nè, đó cho bác hình, mấy bác hình dung ra để dùm khi cái tưởng bự hơi nhỏ gì đó. Cái đèn này bằng nhôm hay nhôm các bác, bằng sắt, sắt si nha các bác, cái này sắt si nha, sắt si. Rồi con giao luôn cái đèn này 350k bao ship luôn bác nào ưng alo luôn, 350k bao ship luôn. Con có cặp dè nè, cặp dè này lắp trên mấy chiếc xe cũng Bugo nè ha, này nó hơi chắc, nó hơi bị cứ hụt tí xíu hay sao, mắc cái mỏ, mấy cái mỏ dưới xíu nè, mỏ nhọn nè. Đó bằng sắt, bằng inox nha các bác, inox không hết nha. Nhưng mắt cái mỏ nhọn chứ.
Rồi con dâu lưu cặp về này là 170k bao ship luôn nha, 170k bao ship cho cặp về luôn, mới nồi nghe lô con luôn. Đó, mình nghĩ nấu cũng hết nha, cái này lắp mấy chiếc xe nữ nha. Xe bù gô có mấy chiếc xe đầm nữ rồi được nha, mình nghĩ nấu không hết. Rồi 170k bao ship luôn nha, không có gách chỗ nào hết trơn nha. Chỉ có nó thiếu chút xíu chỗ này nè, cái đít nè. Cái dạng như nó bị mắc cái mỏ nhọn á. Rồi bác nương được alo con. Rồi có bộ đầu này luôn nè, bộ đầu cây cuộc ha, đài lon. Bộ đài lon ha. Rồi cái này á, ghi đông đồ sáng ha, sáng đẹp ha. Tay thắng thì cũng sáng đẹp ha. Đài lon nha các bác, đài lon nha. Rồi bông tăng thì cũng sáng đẹp luôn. Bông tăng ghi đông sáng đẹp, tay thắng sáng đẹp. Cái này thì mắc một cái bao da nha, mắc cái bao da này ha, còn cái này bên đây còn nè. Bộ đầu này con giao lưu với giá là 800k bao ship luôn nha. 800k bao ship cho cái bộ đầu này luôn, bán nha alo con. Đó. Rồi. Ủ bị nó 42 nha các bác. Rồi. Đó, hôm nay con có nhiều đó, bác nào thấy ưng nào được alo con cái đó ha. Con xin chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là vui vẻ.